Rồi, chị xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chị sẽ quay và giới thiệu cho anh chị một chiếc Hyundai Kona mới vừa về luôn chị. Đây là một bản máy xăng 1.6 turbo anh chị. Xe thì rất là đẹp luôn, xe mang biển Sài Gòn sẵn luôn anh chị nha. Biển Sài Gòn sẵn luôn, đèn chiếu sáng là đèn LED anh chị nha. Và có đèn LED ban ngày luôn. Đó, đèn chiếu sáng đèn halogen. Thiết kế xe nè, nhìn cũng đẹp hầm hố anh chị ha. Xe này sản xuất 2020 luôn nha. 5 chỗ gầm cao, nội thất rộng luôn anh chị. Anh chị nào yêu thích những cái mẫu mà 5 chỗ gầm cao ha thì đến coi thử xe này anh chị nha. Đây là Hyundai Kona anh chị nha, Hyundai Kona. Xe này máy xăng 1.6 turbo luôn. Khách hàng người ta đã lên cho anh chị cái màn ảnh rồi của GoTest nè. Đó, có camera hành trình của GoTest luôn. À, xe này cũng đầy đủ phụ kiện anh chị nha. Đầy đủ phụ kiện, có sạc pin không dây luôn. Sạc pin không dây. Số tự động, động cơ 1.6. Đó, có ga tự động luôn anh chị, có ga tự động luôn. Giá có 560 triệu mà đầy đủ option anh chị, đầy đủ option luôn, đầy đủ tiện nghi luôn. Có sẵn mà anh rồi to đùng luôn, 10 inch cho anh chị luôn. Và có luôn cả cửa sổ trời luôn anh chị. Đó, có cửa sổ trời luôn và ghế da sẵn cho anh chị luôn này. Và có lót sàn 5D cho anh chị nè, lót sàn 5D. Đó, tapi cửa này nọ nè, keo chỉ mọi thứ ha. Còn đẹp anh chị nha. Xe thì chiều mua bán chiều cũng sẽ cam kết văn bản cho anh chị luôn là không bán xe cứng đụng, không bán xe ngập nước, không bán xe bùng rã động cơ anh chị nha. Mua bán thì chiều bao anh chị chết hàng thoải mái luôn, bao thợ thầy đến kiểm tra luôn. Đó, xe có dán phim cách nhiệt sẵn luôn, có lót sàn 5D. À, và xe này có dán cách âm luôn anh chị nha, dán cách âm toàn xe. Đây nè, nó cái tiếng dỗ vô nó rất là chắc anh chị, tiếng dỗ vô rất là chắc. Nè, vỏ xe nè, xe này chạy 66.000 cây. Đây chiều coi cái đát vỏ, đát này đi theo xe luôn anh chị, đát 20 luôn nè, đát 20 luôn, đát đi theo xe luôn. Và vỏ xe thì không thấy mòn nhiều, nó vẫn còn rất là dày, vỏ xe này còn rất là dày luôn. À, gầm bọng nè, đây quay cái gầm cho chị coi nè, gầm bọng đây nè. À, gầm bọng ok nha. Xe này được cái là 5 chỗ gầm cao anh chị, 5 chỗ gầm cao, được cái nữa là nội thất rộng luôn, nội thất xe này rất là rộng. Và xe này nhìn nó cũng nhìn cái kiểu xe này cũng đẹp anh chị ha. À, nhìn cũng hầm hố lắm chứ bộ, 1.6 turbo nè. Đó, à, xe này mang biển Sài Gòn sẵn luôn anh chị. Anh chị nội Sài Gòn giữ lại biển số, không có tốn 20 triệu phí biển số luôn. Đó, anh chị nội tỉnh thì chiều sẽ bao cuốn hồ sơ. Đây nè, ốc cốp nè. Đó, đây ốc cốp nè. Nha, đây à, đây là bánh xe dự phòng nè. Khách hàng người ta đã dán cách âm anh chị. Đây nè, đó dán cách âm cho anh chị luôn ha, cách âm luôn. Đây, bánh xe dự phòng nè. Bánh xe dự phòng này như có sử dụng mà nó ít nè, kiểu như lăn nhẹ thôi, lăn nhẹ thôi. Xe thì còn rất là đẹp, rất là đẹp. Xe thì có camera lùi phía sau nè gì đó. Xe này mang biển Sài Gòn nha, Hyundai Kona nha. Cốp đồ cũng rộng nè, nội thất cũng rộng mà được cái gầm cao nữa. Này, xe gầm rất là cao luôn, đó, gầm cao. Kiểu dáng nhìn cũng đẹp, kiểu dáng nhìn đẹp. Này, vỏ xe rất là dày luôn nè. Xe chạy 66.000 cây, sản xuất 2020, phiên bản máy xăng 1.6 nha. À, có lót sàn 5D luôn, nội thất phía sau này rộng rãi thoải mái ha chị ha. Rồi rộng rãi thoải mái. Xe có dán cách âm toàn xe và có cảnh báo đi mù nè chị. Có 560 triệu mà cái xe đầy đủ công nghệ luôn chị. À, có cảnh báo đi mù, có cân bằng điện tử nè, có ga tự động nè. Ô đô thực tế của xe luôn, 66.000 cây nha, không có tua đồng hồ gì nha, đúng chất xe luôn anh chị. Màn GoTest 10 inch nè, có camera hành trình cho anh chị nữa nè. Đó, có sạc pin không dây luôn chị, đầy đủ option. Chỉ có chìa khóa thông minh nữa chứ. Đó, vô lăng gần số còn rất là đẹp luôn. Có ghế chính điện nè anh chị. Ồ, xe có 560 triệu thôi. Đó, đầy đủ option luôn, đầy đủ công nghệ cho anh chị luôn. Ghế da còn rất là đẹp luôn, sản xuất của xe 2020 anh chị. Xe 2020 nè. Đó, anh chị nào có quan tâm cái dòng Hyundai Kona thì ghé ngay chỗ của chiều, ngay khu dân cư Vạn Phúc luôn, quốc lộ 13 thành phố Thủ Đức ha. Xe thì chiều vẫn còn rất là nhiều anh chị nha. Rất là nhiều, anh chị có quan tâm xe nào thì đến ngay chỗ của chiều coi xe nha. Đây. Đó, ba chiếc xe đây nữa nè và một dạt xe bên kia nữa kìa. À, anh Tiết này hôm nay chiều bán rồi nha. Anh Tiết này chiều bán rồi. Xe này rút hồ sơ về Đồng Nai anh chị. À, anh chị nào có quan tâm Kona thì đến coi ha. Xe này chiều bán có 560 triệu thôi. Đó, và đây là cái động cơ 1.6 của Hyundai Kona này. Máy móc là nguyên zin nha. Mua bán chiều cam kết và đảm bảo cho anh chị luôn nha. Là động cơ zin, không cấn đụng, không ngập nước nha, không bùng rã động cơ. Chiều bán chiều bao anh chị chết hàng thoải mái luôn. Ốc đèn nè, vè chưa tháo nữa nè. Ốc capo chưa đụng tới nè anh chị. Đó, ốc capo nè, không có đụng tới nha. Còn zin luôn á. Keo chỉ còn nguyên zin luôn. Keo chỉ của xe là nguyên zin. Đó. Máy xăng 1.6 5 chỗ gầm cao ha, nội thất rộng và đầy đủ công nghệ, đầy đủ option. Đó, động cơ 1.6 nè, turbo. Đó, đèn full led cho anh chị luôn. Đó, đèn chiếu sáng cũng là đèn led luôn. Đèn chiếu sáng cũng là đèn led luôn. Có cảm biến phía trước nè anh chị. Nó có 560 triệu thôi, đầy đủ option luôn anh chị ha.
đầy đủ option luôn. Cảm biến phía trước mà đèn đèn chiếu sáng đèn led nè, không có cân bằng điện tử nè, có cảnh báo điểm mù nè, xe 5 chỗ gầm cao nè, thiết kế đẹp nè, đó có chìa khóa thông minh nè, có khởi động nút bấm nè, có ga tự động nè, có ghế chính điện nè, có sạc pin không dây, dường như là đầy đủ phụ kiện đúng không anh chị. Mà có 560 triệu thì anh chị quá hợp lý anh chị ha. Anh chị có đến coi chiếc Kona nè, đầy đủ các tính năng luôn anh chị, có cả luôn màn Android luôn nè, nó có camera hành trình nè, đã vậy mà có luôn cả cửa sổ trời luôn anh chị. 560 triệu thôi, quá hợp lý luôn, quá hợp lý này. Có gương tự động luôn, xếp gương tự động luôn này, xếp gương tự động luôn, thấy không anh chị, thấy không? 560 triệu thôi, đầy đủ các tính năng cho anh chị luôn, khỏi lo lắng, khỏi đắn đo, khỏi lắp thêm gì luôn anh chị ha, khỏi lắp thêm cái gì hết, đầy đủ công nghệ hết rồi. Nè, gầm bọng cũng còn đẹp nữa nè, xe mang biển Sài Gòn sẵn luôn anh chị, biển Sài Gòn sẵn luôn, gầm bọng đẹp nữa nè. Rồi đó, xe này chiều bán giá chỉ có 560 triệu thôi, sản xuất là 2020 nha, biển Sài Gòn luôn. Đó, anh chị nào quan tâm thì đến coi. Thì ngoài Kona chiều vẫn còn rất là nhiều xe để phục vụ anh chị nhé. Carnival nè, Ford Ranger nè, Fortuner 2022 thì bán rồi. Altis này hôm nay cũng bán rồi, rút hồ sơ rồi. Đó, chiều còn rất là nhiều xe nè, Hyundai Tucson nè, Kia Rondo nè. Thì mấy cái xe Innova mà 2018, 2019 lần bữa chiều có đăng á, chạy 21.000 cây chiều bán hết rồi. Hôm nay còn một số xe. Và chiều đang cần mua xe số lượng lớn luôn á. Anh chị nào có xe mà không sử dụng nữa thì quăng qua đây cho chiều nha. Chiều sẽ mua cho, mua giá cao hơn thị trường cho anh chị luôn. Mua giá cao hơn thị trường từ 10 đến 20 triệu. Đó, có quan tâm thì liên hệ trực tiếp với chiều trao đổi nha. Xe này chiều cũng có đổi xe luôn. Anh chị nào có muốn đổi qua chiếc Kona thì đến đây coi xe cùng xem xe cùng trao đổi nha. Đó, chiều cũng cảm ơn anh chị các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo anh chị nha.